ngày 25 tháng 9, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện thi thể hai mẹ con trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Phú Long Mới, quận 12. Trong đó, thi thể bé gái khoảng 19 tháng tuổi được phát hiện vào trưa 23 tháng 9. Thi thể mẹ của bé gái là chị TTHM, 35 tuổi, quê Sóc Trăng, được phát hiện vào chiều 24 tháng 9. Thông tin ban đầu, vào trưa 20 tháng 9, chị M bồng con gái đến phòng trọ của mẹ ruột tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến chiều cùng ngày, chị M và con gái rời khỏi phòng trọ mẹ ruột, sau đó thì hai mẹ con mất tích. Đến trưa 23 tháng 9, người dân phát hiện thi thể bé gái trôi trên sông Sài Gòn đoạn qua cầu Phú Long Mới, quận 12. Sự việc được trình báo đến lực lượng chức năng, thi thể bé gái sau đó được đưa lên bờ, chuyển về nhà xác để khám nghiệm. Đến chiều 24 tháng 9, người dân thấy chiếc ba lô treo ở hàng rào công viên gần cầu Phú Long. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng và gia đình xác nhận chiếc ba lô trên là của chị M, bên trong vẫn còn bình sữa. Nhiều người tìm kiếm quanh khu vực cầu Phú Long thì phát hiện thi thể chị M ở dưới đám lục bình. Thi thể chị M sau đó được chuyển về nhà xác phục vụ cho công tác khám nghiệm.